Bác Giáp xin chào các anh em. Hôm nay mình sẽ cùng review nhanh cho các anh em một con chuột của thằng Sades. Đây là một con chuột hỗ trợ gaming với giá tầm trung của thằng Sades nhé. Thì các bạn có thể thấy là cái đóng hộp của nó rất là chắc chắn, với cái đóng hộp kiểu một cái hộp nhựa như thế này. Thường các nhà sản xuất khác thì đóng hộp giấy thôi, nhưng mà riêng con này thì nó chơi hộp nhựa luôn. Và cái kiểu đóng như là các cái hộp đựng thức ăn đấy, bỏ tủ lạnh đấy. Đấy, mình sẽ mở bốn góc như thế này. Đó. Cái nắp của nó thì cũng sẽ được phủ một cái lớp đệm để chống va đập. Con chuột nó sẽ nằm gọn gàng như thế này. Thì con chuột này nó sẽ không có thêm phụ kiện gì cả, nó chỉ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Nếu như các bạn nào mà muốn đọc thì có thể lấy đọc chơi. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có phần mềm tùy chỉnh, nhưng mà phần mềm này thì các bạn tải trực tiếp trên trang chủ của thằng Sades, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp để mình gửi link phần mềm của con này. Tại vì con này là một con chuột với giá tầm thấp thôi, cho nên nó không phải là thuộc dạng cao cấp, nhưng mà nó vẫn có những cái ưu điểm nổi bật. Đầu tiên là mình sẽ có một cái form, đó là form cân đối, có thể nói là hai bên đều rất là đều nhau, và cái lớp nhựa ở trên này sẽ là một lớp nhựa nhám, nhưng mà lại không để bám bất kỳ vân tay hay là bám mồ hôi, cho nên là các bạn yên tâm khi cầm vào thì rất là sướng. Không phải là lớp phủ nhung nhé, mà là nhựa nhám thôi, cầm rất là sướng. Con này là thuộc dạng dòng chuột khá là nhỏ gọn, nên thuộc vào các cái tay cầm kiểu fingertip hoặc là claw. Claw thì các bạn chỉ cần dựa một ít, chỉ có chạm một ít của đít chuột vào trong cái tay thôi, còn fingertip thì sẽ không, chỉ có những ngón tay chạm vào thôi. Đó. Thì cái này phù hợp với những cái con mà các bạn mà sử dụng chơi game FPS. Đằng sau chuột thì chúng ta sẽ có ba cái feed rất là to như thế này, ba feed to thì đủ để cho các bạn chơi trong thời gian khá là dài mà không bị mòn. Ngoài ra thì các cái nút bấm của con này kêu khá là êm tai chứ không kêu quá to, và các nút bên cạnh bấm rất là đầm, rất là nảy. Của con này thì nó sẽ vẫn được bọc dù khá là chắc chắn như thế này, được bọc dù nhé, và sẽ có cục chống nhiễu đi kèm luôn. Đây, sẽ có cái cục nam châm chống nhiễu tín hiệu thì để cho tín hiệu rõ ràng hơn. Con này của thằng Sades, một cái thằng chuyên sản xuất gaming gear khá là nổi tiếng. Với cái logo của nó sẽ nằm ở chính giữa con chuột như thế này. Đó. Còn nút cuộn chuột thì lăn rất là êm, con này lăn hầu như không phát ra tiếng các bạn ạ, cuộn chuột rất là êm. Nút DPI sẽ được đặt nằm chính giữa. Con này thì nó sẽ có đèn LED hỗ trợ là đèn LED RGB luôn, chính vì vậy là nó sẽ có tới 11 chế độ LED, rất là nhiều. Nếu mà các bạn muốn khám phá thì có thể tải link của phần mềm này, phía dưới mình sẽ cho cái link để mình tải về. Cái con này thì nó sẽ hỗ trợ 16,8 triệu màu. Đó, mình cắm vào cho các bạn xem số cái chế độ LED nhé. Đó, cái đầu tiên LED đầu tiên của nó sẽ là LED chạy waving như thế này, và con này nó sẽ có hai cái dải LED ở hai bên, Nếu như các bạn tắt bớt đèn đi thì cái độ sáng của LED rất là sáng. Tắt bớt điện thì cho các bạn xem. LED của nó rất là sáng và rất là nhiều chế độ, có tới 11 chế độ lận. Mình thử một số chế độ nhé. Phần mềm của con này thì rất là đơn giản, hỗ trợ bằng tiếng Anh hoàn toàn luôn. Và cái chế độ mình đang sử dụng là chế độ waving. Ngoài ra thì mình có thể chỉnh chế độ sáng im hoặc là tự động đổi màu như thế này. Đó, nó sẽ tự động đổi màu. Hoặc là có một số chế độ rất là hay như là flicker, là nó sẽ đổi hai màu, giống như là đèn của cảnh sát vậy. Mình cũng có thể đổi màu xanh với lại màu xanh với màu đỏ, giống như là của thằng cảnh sát luôn. Đấy, rất là đơn giản. Con này thì nó hỗ trợ mức DPI lên tới 2750, và sẽ có tất cả là 8 mức tùy chỉnh, 7 nút tùy chỉnh chứ. Thì cái này mình sẽ bấm vào giữa đây, thì nó có rất là nhiều mức tùy chỉnh, nên các bạn có thể vào trong phần tùy chỉnh của thằng phần mềm thì nó sẽ tùy chỉnh được. Và khi mà mình ấn thì nó cũng sẽ hiện lên mức DPI trên màn hình luôn, rất là hay. Và nó cũng sẽ đổi màu theo cái mức DPI mình mặc định ở trên, mình tùy chỉnh ở trên phần mềm luôn. Cái độ bền của con này thì khoảng tầm là 10 triệu lượt nhấn, thì đủ để cho các bạn chơi thoải mái trong một thời gian rất là dài. Đó. Nếu như các bạn thấy con này có đủ sức để mà hỗ trợ cho mình chơi game thì có thể mua, link tham khảo mình để ở dưới phía dưới phần mô tả nhé. Và giá của nó cũng khá là êm, trong tầm giá khoảng tầm 400.000 thôi. Đấy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau nhé. Bye bye.